lòng người đục trong, dèo nèo rối sợi chỉ hồng, buộc nhau dưỡng kiếp chung chồng, lầm than giấc mộng đều bông. Lòng con thương nên lòng đau đau thương càng thương, số phận hồng nhan ước dòng giàu sang dở dang sống nở vui tàn. Ai quăng đoán trường lời danh khúc mắt đó lường mong vui trong cõi vô sao má không kêu con? Được rồi, để má tập đi lần lần, chứ nằm chỗ á má liệt luôn đó. Ăn cháo nha má. Đây cháo con nấu đó nghe, ngon lắm đó. Con nè. Dạ. Lo thu xếp về bên nhà lớn đi. Má còn chưa khỏe hẳn mà. Với lại con phải ở đây chăm sóc cho má, để cho tía có thời gian rảnh rỗi, đúng không? Nhưng ăn mà... cháo nha má. Hôm bữa ông hội đồng với chị lớn qua đây thăm má, cũng kêu con ở lại chăm sóc cho má mà. Bà lớn thương mới nói như vậy thôi, còn mình thì mình cũng phải biết chuyện chứ con. Má yên tâm đi, chị lớn thương con lắm, chị lớn không có nói cái chi đâu. Ăn nữa nha má. Nhưng mà má thấy lo lo sao đâu á. Sao má lại lo? Má, thay vì vợ má thấy lo cho con thì má mau khỏe lại đi. Má khỏe lại thì con sẽ đi về bển, lúc đó má hết lo, đúng không? Dạ. Cái gì nói cũng được hết trơn. Vậy nghe má. Bây giờ mẹ đương mừng cái chi nữa. Chắc là đương mừng ruộng rồi. Tội nghiệp cho mẹ quá. Bèo. Dạ cậu hai. Mừng cái chi mà lầm bầm vậy? Dạ con đương lo cho con mẹ. Không biết giờ này con mẹ nó mừng cái chi nữa. Có phải thích con me là đúng không? Dạ. Thích thì nói thích. Dạ.
Dạ cũng có thích. Nè, là đàn ông á, nếu mà yêu thích một ai thì hãy mạnh dạn lên tiếng, chứ không thôi là ân hận cả đời đó. Ừ, thôi đi thăm con me đi. Cậu hai cho con đi thăm con me thiệt hả? Ừ. Dạ, con đội ơn cậu hai. Dạ. Cầm tiền á, ra chợ mua bánh cho con me đi. Dạ, con đội ơn cậu hai. Đội ơn cậu hai. Dạ, bữa nay trước tiên là tôi qua thăm chị. Dạ. Sau á là có chút quà mọn gửi biếu anh chị lấy Thảo. Dạ, vợ chồng tôi cảm tạ chị xui, lần nào qua cũng quà với cáp cho vợ chồng tôi hết. Tôi cảm ơn chị nghen con. Dạ, mời chị uống nước. Anh xui không có ở nhà hả chị xui? Dạ, ông nhà của tôi á, ông đi đám giỗ bên miếu nổi, chắc chập chiều ông mới về. Mời chị. Vậy còn con bà giàu nó đâu? Bà giàu hả? Nó ở trong buồng á chị, để tôi kêu sắp nhỏ kêu nó ra nghe. Nó dạ. Chị cho vui. Con vô nói với mợ Năm ra đây có bà lớn thăm nghe. Dạ. Dạ, con gái mà phải cho ở trong đó. Dạ, trưa nay chị dùng món chi, đặng tôi kêu mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị. Thôi khỏi, không cần bà dễ chi đâu. Dạ, mời chị uống nước. Dạ. Thiệt cho má biết, con ăn cắp vàng của bà nội phải không? Con... Nói thiệt đi, má không có rầy đâu. Má ơi, con bất đắc dĩ lắm con mới mừng như vậy. Tại... Tại thằng Năm Ngọc chứ chi. Đúng rồi đó má, nó hung dữ dữ lắm. Nó đánh con hoài, con chịu không có nổi. Cái thằng này, má đã hứa là một tháng sau má sẽ đưa vàng cho nó mà. Con cũng nói với nó như vậy mà nó không có chịu. Má ơi, con sợ lắm má ơi, cho con ngại nó giết con chết luôn á má. Con bí đồ con mới ăn cắp vàng của nội, má cứu con đi má. Chỉ nhìn một lát rồi về. Tí. Dạ. Phải cái nhà này không gì? Dạ chắc phải rồi đó cậu Năm. Đâu mày thử mày chạy vô trỏng mày coi, rồi hỏi người ta đúng không? Dạ. Sao Năm Ngọc tới đây? Xin hỏi có ai ở nhà không? Dạ, anh cần tìm ai ạ? Cô ơi, cho tôi hỏi nhà này có phải nhà ông Giáo Bình không cô? Dạ phải.
Nhưng mà ông giáo không có nhà, chỉ có bà giáo ở nhà thôi. Dạ. Để tôi chạy ra tôi báo với cậu chủ tôi. Sao, đúng không? Dạ, đúng, nhà này là nhà của ông giáo Bình đó cậu. Ừ. Nhưng mà ông giáo Bình không có nhà. Vậy hả? Dạ. Chắc là ông đi công chuyện đâu đó thôi. Bây giờ mày chạy vô trống á, mày hỏi người ta là mình ở lại rồi đợi được không? Dạ. Mẹ. Mẹ. Anh Mèo, sao anh không biết thêm hầu cậu hai mà đến đây mừng chi vậy? Thì tôi cũng đang mừng theo lệnh của cậu hai nè. Cậu hai sai tôi mang bánh ra cho mẹ ăn đó. Anh nói thiệt không vậy? Thiệt chứ. Cậu hai sai tôi đi mua bánh, mà tôi biết mẹ thích ăn bánh tét chuối nên tôi mua quá chừng bánh tét chuối nè. Nè, mẹ ăn đi. Cái tay tôi vô hè mà sao ăn được. Để tôi múc nước rửa tay cho mẹ nghe. Bánh này ăn liền mới ngon. À, mới đến đây lần đầu tiên làm gì biết chỗ nào có nước sạch mà lấy nước cho tôi rửa tay. Trời ơi, mẹ xem thường tôi quá à. Hồi nãy tôi đi đằng kia tôi thấy có ủ nước sạch lắm, trong lắm. Để tôi đi múc nước đó rửa tay cho mẹ nghe. Mẹ cho tôi mượn cái nón lá đi. Rồi, mẹ cầm giùm tôi nha. Dạ, mời cậu dùng trà. Của tôi đi sớm chưa về. Tôi có bảo con mua đi tìm tía tôi về rồi. Cậu cảm phiền đợi một lát nghe cậu. À, thì ra cô đây là con gái của ông giáo hả? Dạ thưa phải. À, mà không biết cậu kiếm tía tôi có việc gì gấp không? À, chuyện là vậy. Tôi đang cần một người văn hay chữ tốt để viết câu liễn. Tôi nghe người ta nói là ông giáo đây có nét chữ rồng bay phụng múa nên tôi mạo muội tìm tới đây. Dạ, tía của tôi cũng hay viết chữ nho cho bà con ở trong xóm á. À, tôi xin phép mạo muội hỏi thêm một câu nữa nghe. Dạ. Chẳng hay cô em đây có đám nào dám hỏi chưa? Không giấu gì cậu, tôi có chồng rồi. Cái gì? Có chồng rồi? Dạ. Đẹp vậy mà có chồng mà uổng quá mày. Sao mình lại có cảm giác bất an quá? Dạ, bình thường thì tôi ở bên nhà chồng. Tại hổm rày má của tôi hay đau, cho nên tôi xin phép về đây chăm sóc má tôi. Vậy không biết chồng của cô em có gần đây không? Dạ, cũng không gần lắm. Chồng của tôi là ông hội đồng phố. Cái gì? Trời đất ơi, ông và vợ của tôi. Nói vậy cậu là chồng của ba giàu. Dạ, tôi là Năm Ngọc, chồng của ba giàu. Vậy đây là dì Tư đúng không? Thưa phải. Nãy giờ tôi có chi mà quá lời thì xin phép là dì Tư bỏ qua cho tôi nghe. Dạ, không có chi đâu. Dạ. Tôi cũng đâu có biết mặt cậu. Dạ. Cậu uống trà đi cậu. Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ. Tía tôi về rồi kìa.
tía, cẩn thận tía. Cái chân mình bị sao ạ? À, tí, qua phủ coi. Ủa, cậu đây là... Dạ thưa tía, đây là cậu Năm Ngọc, chồng của cô Ba Giàu, con gái ông hội đồng đó tía. À, thì ra là vậy. Mời con ngồi dùng trà. À, dạ dạ, à, cứ ngồi trước đi. Tí, phụ coi con. À. Dạ dạ, để con. Con là nhỏ, con phải lễ phép với người lớn chứ. Dạ. Ở đây, con mời ông giáo nha. Nước sạch nè mẹ, để rửa tay đi. Đợi anh Bèo nghe. Có gì đâu. Thôi thôi, đây để tôi mừng cho. Mẹ ăn đi. Công nhận nha, mấy nay á mẹ mận ngoài ruộng á, nhưng mà nhìn mẹ không có đen tí nào luôn á. Đâu có, ờ có nghĩa này á, tôi vàng nắng ở ngoài ruộng á, riết rồi á đen như cái lọ nồi. Trời đất ơi, tôi nói thiệt nghe, tôi không thấy mẹ đen chỗ nào luôn á. Vậy là ý anh nói tôi mừng biến chứ gì, là tôi trốn trong mát phải không? Không có, ý tôi không phải như vậy. Tại vì tôi nói không rõ ràng thôi chứ ý tôi không phải vậy đâu. Tôi chọc anh á. Công nhận nghe. Mẹ cười á, dễ thương quá chừng luôn á. Cậu hai tốt bụng thiệt. Cậu hai tốt thiệt mà. Cậu hai cho tôi bạc mua bánh cho mẹ đó. Tôi mua còn dương tí nè. Hồi á, tôi để lại đây, mẹ có thích ăn cái chi á, mẹ mua nghe. Thôi, anh giữ đó đi. Tôi đâu có mừng chi mà mua. À, vậy mai mốt á, tôi thường xuyên đem bánh ở đây cho mẹ ăn nghe. Thôi, anh cứ lo mừng việc đi, chứ ra thăm tôi hoài bị rầy chết á. Cái chi mà gầy tôi chứ. Tôi ra đây là theo lệnh của cậu hai mà. Cậu hai sai tôi đi á, tôi mới dám đi chứ. Cậu hai tốt với mẹ lắm á. Cậu hai lúc nào cũng căn dặn tôi á là phải để ý tới mẹ, không có cho ai ức hiếp mẹ hết đó. Thiệt em. Mẹ. Cậu hai. Tôi có mua bánh tét cho mẹ nè. Loại nhân chuối mà mẹ thích nhất đó. Dạ, đợi ơn cậu hai. Ê, sao mặt mẹ dơ vậy? Ngoài đồng nắng vất vả lắm đúng không? Dạ. Để tôi đưa mẹ về nhà lớn nha. Dạ. Ủa mẹ, mẹ có chuyện chi vui hả? Tôi luôn đi. Thôi mẹ để đó ăn đi, tôi ở nhà lúc nào cũng có mà. Thôi ăn cho tôi vui đi mà. Thôi để đây cho mẹ ăn nha. Nhà gì mà trống trơ trống trớt, y như là nhà quan chết chủ vậy đó.
Ủa bà, sao bà nói với tôi bà đi cúng định, tới chiều bà mới về? Ôi, ta nói cũng muốn tới chiều lắm chứ, mà gặp ngay quỷ ám. Quỷ nào dám ám bà? Thì cũng mẹ Hương cả Tùng chứ ai. Làm như mẹ me tôi thấy gì á. Tôi nói hôm bữa đi cúng chùa cũng gặp, hôm nay cúng đình cũng gặp. Đúng thiệt là cái thứ âm hồn không tan mà. Bà nói chuyện, cái chùa thì người ta đi cúng được thì bà cũng đi cúng được. Hôm nay cúng định thì bà đi cúng thì người ta không đi cúng. Trời, ai mé bà. Bà gặp nhau bà chào hỏi một cái thôi, có gì mà bực bội. Phải chi mà gặp nhau chào hỏi đơn giản, người ta không nói. Còn đằng này á, bà đi cúng mà bây giờ thấy tôi lú cái mặt ra một cái là bắt đầu nó móc nó mé tôi liền. Bà nói tôi á là ỷ là má chồng nên ăn hiếp nàng dâu, tức không chứ? À, mà tôi tức tức cái gì? Tôi không phải tôi tức bà, mà tôi tức cái ngữ nào á mà đi nói tôi như vậy. Bình tĩnh đi, uống miếng trà cho mát, uống miếng trà cho mát nè. Bà Hương cả Tùng á là mợ ba của con ba giàu đó. Ông Hương cả Tùng là anh ruột của bà cả ở bên nhà họ Đồng Bùi á. Ông nói cái chi? Bà Hương cả Tùng là vợ của ông Hương cả Tùng. Thì đúng rồi. Mà ông Hương cả Tùng là anh của bà lớn. Đúng. Mà bà lớn là má của con bà giàu. Mà cô ba giàu á là vợ Năm Ngọc, là mở năm nhà này. Được rồi. Mày quá. Mở năm à? Mở năm, tôi mời mợ ra đây có chút chuyện. Bà, uống miếng nước trà cho nó mát bà. Hạ quả bà. Dạ, má kêu con. Hồi nãy tôi gặp mợ của mấy người ở bên đình á, không biết mắc mớ chi á mà xéo sắc với tôi. Nói tôi á là ỷ là má chồng hà hiếp nàng dâu. Mà tôi mừng cái chi á, để mấy người gieo tiếng ác cho tôi lung đa. Bà, con dâu mình á, nó đâu có dám nói chuyện này. Nó không nói thì ai nói? Nhiều khi bà la quá là chòm sớm, người ta nghe, người ta đồn thổi thôi. Ông đừng có binh nó nữa. Ông binh hoài hà, rí nó leo đầu tôi nó ngồi nè. Binh cái chi mà binh? Bà đi cúng đình mà chưa ăn cái chi đúng không? Đói không? Đói rã ruột rồi đây. Để kêu Mén dọn cơm cho ăn nha. Mén ơi. Dạ, ông gọi con ạ. Đi xuống cái nhà bếp á, chuẩn bị dọn cơm cho bà bé ăn. Dạ. Mở đây. Rồi còn Năm đâu? Mở Năm, mở bị điếc hay là mở bị câm? Mà tôi hỏi mà không phản ứng mà cũng không trả lời vậy mở Năm. Dạ con không biết. Ông nghe chưa? Nghe. Nó nói không biết. Có miếng trà hạ quả. Hay ha. Vợ ở đây mà chồng ở đâu không biết. Đúng thiệt là ngữ đàn bà tệ lậu mà. Tôi mà thoát khỏi cái nhà này, bà biết tai tôi. Dạ bà ba. Thuốc của tôi xong chưa thầy? Dạ xong rồi bà ba. Bà ba cứ uống từ từ, bởi thuốc hơi đắng đó đà. Sao vậy thầy? Tôi mới kê đơn thuốc dưỡng thai mới cho bà ba đó. Ủa, bộ đơn thuốc cũ có vấn đề chi sao? Dạ không phải. Mỗi giai đoạn thai kỳ
mình cần phải thay đổi thuốc dưỡng thai khác nhau, đặng bào thai thuận lợi phát triển. Vậy mà tôi tưởng có chuyện chi. Dạ bà hai. Chị hai, bữa nay thầy Út thường chu đáo dữ đa, tự tay sắc thuốc cho em ba luôn. Dạ, tôi cũng đang sắc thuốc cho bà hai đó đa. Đội ơn thầy Út thường, lần này mà tôi được thuận lợi mang thai là ơn nghĩa của thầy Út thường, tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Dạ, dạ phước chủ may thầy. Nếu bà hai may mắn có mang thai nữa thì ông cũng là phước phần của bà hai với ông hội đồng đó đã. Tôi xin phép gót thuốc cho bà hai. Chị hai, em chúc cho chị sớm có tin vui nha. Chị cũng xin trộm vía của em ba. Dạ. Thân thiết dữ ha. Công nhận dì Tư đẹp thiệt chứ. Người gì đâu mà đẹp người, đẹp nết, hiền dịu. Bởi vậy ông già vợ ông cưng là đúng rồi. Phải chi tao mà biết trước ổng, tao rước về trước là ngon rồi. Cậu ừ? Cậu đừng nói vậy, gửi ai nghe được mít lòng á cậu. Có cái chi mà sợ. Nhà mình nói, người ta đẹp thì khen đẹp, giỏi thì khen giỏi. Đàn ông nào mà không mê gái. Con chỉ nhắc cậu vậy thôi. Ừ, tao biết rồi, mày mệt quá. Thôi, vô trong coi mần công chuyện đi, rồi ăn uống gì thì ăn đi. Dạ. Tôi thưa bà. Ừ. Ủa, con trai má về sớm vậy ta? Dạ má. Ừ. Nay đi đâu về mặt hớn hở vậy nè? Dạ, con qua nhà dì Tư. Dì Tư nào? À, con qua nhà của ông Giáo Bình á. À, nhà ổng viết dùng mấy câu liễn để mà đi tân gia nhà của thằng Chiến Hữu. Ừ. Mà qua đó mới biết con gái của ổng á lại là vợ Tư của ông và vợ con. Tưởng ai xa lạ chứ. Mà công nhận dì Tư đẹp người, đẹp nết, lễ độ, ăn nói lễ phép nết na lắm á. Ừ, thì đẹp, đẹp cho lắm vô, rồi cũng đi mừng bé người ta chứ có cái chi hay ho đâu mà con khen hoài vậy. Má cứ vậy hoài. Ủa, rồi giờ con đâu má? Ôi, tao nói không biết mừng cái chi mà cứ ru rú ở trong buồng hà, không thấy cái lú cái mặt ra gì hết trơn trời. Mợ Nam. Thôi con, để má kêu cho. Mấy đứa nhỏ đâu, thỉnh mợ ra đây đi. Dạ. Tôi mới bên nhà dì Tư về nè. Rồi mà ăn cái chi chưa? Rồi. Con à, con đi nắng nôi về mệt mỏi, con lo cho con đi. Chứ nó ở nhà ăn uống phủ phê sung sướng lắm, lo làm chi. Thôi được rồi má, bữa nay tâm trạng tôi vui, coi vài bữa nữa đi rồi tôi dẫn về bệnh thăm cha với má nha. Má. Ông Giáo Bình đó nổi tiếng là người đức độ, văn hay, chữ tốt, nho nhã. Bởi vậy ông sanh ra đứa con gái đẹp người, đẹp nết nữa. Ủa, mà ông có một đứa con gái vậy hả? Đúng rồi, dì Tư là con một. Ôi, ta nói có một đứa con gái ên hà, thì người ta lựa cái chỗ nào mừng lớn người ta gả. Gả chi cái chỗ mừng bé, đẹp mặt lắm sao khoe. Mà chắc cũng cái ngữ ham tiền nên mới gả con vậy đó chứ.
Dạ, con chào Dượng ba. Ừ. Ông Giáo có nhà không? Dạ, ông Giáo mới đi sống trên. Ừ. Ừ, vậy để con đi mời ông Giáo về nha. Ừ. Lẹ lẹ đi. Dạ. Dì Tư đâu rồi đó? Ủa? Dượng ba. Dạ. Dượng ba mới qua tới hả? Dạ, chào dì Tư. Chà, hôm nay dì Tư mặc cái áo này đẹp quá à. Ờ, tía của tôi có công chuyện ở xóm trên, chưa có về. Dạ. Dượng ba ngồi đợi tía tôi một chút nghe. Dạ. Tôi xin phép. Ý, ấy dì Tư. À, thật ra thì mấy câu liễn hôm trước ông Giáo viết cho tôi đó, ta nói nét chữ rồng bay phụng múa đẹp dữ lắm đa. Nó đẹp như là dì Tư vậy đó. Bởi vậy tôi đi đám tân gia tặng cho bạn bè tôi á, ai cũng khen nức nở luôn. Dạ. Bởi vậy từ sau dịp đó tôi thấy ham quá, tự nhiên tôi muốn luyện cái chữ của mình lên. Bởi vậy tôi tính xin ông Giáo á, là mỗi ngày tôi qua đây để chỉ cho tôi cách rèn luyện chữ. Chà, vậy là mai mốt tôi với dì Tư á, ngày ngày gặp nhau rồi nghen. À, chuyện đó thì Dượng ba cứ hỏi ý của tía tôi nghen. Dạ. Tôi xin phép. Tôi nói gì dì Tư, càng ngày càng đẹp, càng ngày càng mẫn mà. Em ba đang đi dạo hả? Chị lớn. Dạ. Ờ, ráng đi dạo nhiều một chút, đặng sau này cho dễ sanh. Em đội ơn chị lớn đã chỉ dạy em. Tại chị sinh hai đứa rồi nên có chút kinh nghiệm. Chứ hồi xưa lúc mới mang bầu thằng Quý có biết cái chi đâu. Cũng may là có má chăm sóc chỉ bảo thì mới mẹ tròn con vuông đó chứ. Chị lớn sướng quá, được má thương nhất. Ờ à, thì hồi đó lúc mà sắp lấy chồng, chị có biết mặt ông hội đồng đâu. Bởi ông đang đi học ở trên Sài Thành đó. Má đi coi mắt chị, má thích luôn, rồi chọn làm con dâu. Hèn chi, má thương chị quá trời. Không có, dâu con trong nhà ai má cũng thương như nhau hết. Nhưng tại hồi đó má còn trẻ nên má mới chăm sóc cho chị nhiều. Bây giờ thì má lớn tuổi rồi, chị sẽ thay má chăm sóc cho các em. Chăm sóc cho em hai, em ba, rồi em Tư. Em ba đi dạo nghe. Dạ. Má ba, con có đồ chơi cho em bé nè. Trời ơi, đau quá. Ủa, em ba, em có sao không? Tôi sao không tôi, trời ơi. Con xin lỗi má ba. Đau quá. Em ba, em có mần sao không? Tôi không tôi. Trời ơi. Mày đâu? Có ai trong nhà không? Đau quá. Con mận đâu? Dạ. Đi cái thằng ông Thượng liền. Dạ. Em ba. Đau quá. Sao rồi thầy? Cháu của tôi thì sao? Dạ, bà ba còn trẻ, bà ba còn nhiều cơ hội để mang thai. Có nghĩa là cháu của tôi. Trời ơi. Cái gì? Con tôi. Con tôi đâu? Con tôi đâu? Trả con lại cho tôi đi. Trả con lại đây cho tôi đi mà. Bà ba bình tĩnh. Trả con lại cho tôi đi.
Sao Hương nghĩ vậy con hả? Lần sau không dám gì nữa không? Bỏ nghe chưa? Đau quá trời. Hương quá vậy con hả? Người ta mới ăn chay niệm Phật thôi, chứ người thiện lành như con là không có cần phải tụng niệm chi đâu. Nghe lời má dặn, con á không có được thân cận với bà lớn quá, bà không có tốt lành chi hết. Con thấy má lớn hiền mà, má lớn thương con lung lắm. Bà giả bộ thôi, bà không có thương con thiệt lòng đâu. Con còn nhỏ, con không có biết lòng người sâu độc như thế nào. Nghe lời má dặn, sau này phải tránh xa bà lớn ra. À, mà thôi, con cũng đừng có tránh xa bà ra quá, bà nghi ngờ. Dạ. Má mình nói đúng, má lớn không có thương mình. Má lớn chỉ giả bộ thôi. Má lớn hại mình. Con đi đâu mà bây giờ mới về? Dạ. Có biết là trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện không? Con xin lỗi cha. Thằng Bèo á, nó có nói với con rồi. Xin cha bớt giận và đừng có buồn nữa. Đã lâu lắm rồi nhà mình mới có tin vui. Hay mà nào ngờ. À, thằng Sang đâu cha? Cha nhốt nó vào nhà củi rồi. Nhà củi? Thằng Sang nó còn nhỏ, nó có biết cái chi đâu. Cha nhốt nó vô nhà củi á, nó sợ lắm đó. Phải mừng dữ với nó một lần, sau này nó mới không dám tái phạm. Dạ. Vậy con xin phép. Mở cửa. Dạ, đây rồi. Mừng sao không? Có ai cho em ăn chi chưa? Sang ơi, chuyện này á không phải lỗi của em,
không ai trách chị em đâu. Để anh hai nói với cha nha. Con Lệ Nguyên bị sảy thai, cái gai trong mắt đã nhổ bỏ. Điều thú vị là con Lệ Nguyên bị sảy thai do thằng Sáng. Kỳ này để coi hai đứa bay còn chị em thân thiết nữa hay không. Đúng là một mũi tên bắn chết hai con nhện. Bèo, lại biểu. Dạ, bà lớn kêu con. Cậu hai đâu? Dạ, cậu hai đưa nó trong nhà cũ với cậu Tư. Ừ, thôi lui đi. Dạ. Con trai mình đúng là người anh tốt. Không biết sau chuyện này bé Sang có thay đổi tâm tính không nữa. Cha. Sang, con biết lỗi của con chưa? Dạ con biết rồi. Con phải xin lỗi bà nội và xin lỗi cả má ba nữa nghe chưa? Dạ. Đứng dậy đi vô trong nhà. Mong you.